thể coi là đỉnh cao của nghệ thuật phục hưng. Khó có thể có một quần thể kiến trúc nào sánh được với tòa thánh Vatican. Đây được xem là niềm tự hào và nơi hướng về của hơn 1 tỷ con chiên đạo Thiên Chúa. Vatican là quốc gia nhỏ nhất thế giới về diện tích. Nhưng rất giàu có về quyền lực. Nếu có dịp du lịch châu Âu, chúng ta nhất định phải đến quốc gia nhỏ bé này để chiêm ngưỡng kiến trúc đặc biệt của tòa thánh. Là nơi tọa lạc của Giáo hội Công giáo La Mã, Vatican không chỉ là một nơi hành hương mà còn là một địa điểm du lịch nổi tiếng của du khách toàn cầu. Đây là nơi trưng bày một số tác phẩm nghệ thuật quan trọng nhất qua nhiều thế kỷ, thu hút những người yêu thích lịch sử cũng như những người đam mê nghệ thuật trên thế giới. Tới Vatican, chúng ta tham quan quảng trường Thánh Pierre, là nơi tập trung tinh hoa của các thời đại, được xây dựng từ năm 1667. Quảng trường Thánh Pierre được bao bởi vòng cung gồm 284 cột trụ với sức chứa 25 vạn người. Trên các cột này khắc 140 tượng thánh. Cái cột trụ chính giữa được vận chuyển về từ Ai Cập năm 40 sau Công nguyên. Vatican được coi là khu lưu giữ những giá trị đỉnh cao của nghệ thuật phục hưng. Những công trình kiến trúc vô giá chạm khắc tinh xảo trên các mái vòm nhà thờ thánh đường đưa nơi đây trở thành quốc gia của nghệ thuật vĩnh hằng. Khó có thể có một quần thể kiến trúc nào sánh được với tòa thánh Vatican. Bất kỳ ai đến Vatican đều muốn chiêm ngưỡng kiệt tác mang lối kiến trúc phục hưng của những nghệ sĩ bậc thầy kỳ tài của nước Ý như Michelangelo, Raphael, Bramante, Bernini. Nơi đây, mỗi một chi tiết nhỏ đều là một kiệt tác. Trải qua bao biến thiên của thời cuộc, bao thăng trầm đổi thay của lịch sử, những công trình nghệ thuật vẫn vẹn nguyên và có sức hút kỳ lạ đối với du khách mỗi lần ghé thăm. Giáo đường Saint-Pierre là nhà thờ Thiên Chúa giáo lớn nhất thế giới với mái vòm rộng do kiến trúc sư lừng danh Michelangelo thiết kế. Đây còn gọi là Vương cung Thánh đường. Vương cung Thánh đường được xây trên nền nhà thờ cổ Saint Peter, xây vào năm 324 với vị trí được cho là ngay trên phần mộ của Thánh Peter, một trong 12 vị tông đồ của Chúa Giêsu từ Do Thái sang Rome để giảng đạo. Thời ấy, Thiên Chúa giáo bị cấm ở vùng đất La Mã. Thánh Peter phải tử vì đạo dưới tay của bạo chúa Nero. Đến giữa thế kỷ 15, nhà thờ cũ bị hư hại vì bỏ hoang sau một thời gian dài chiến tranh. Vào năm 1506, giáo hoàng Julius II đã chọn Michelangelo là người đứng đầu việc xây dựng một nhà thờ mới trên nền công trình cũ. Năm 1547, kiến trúc sư Michelangelo đã thay đổi bản vẽ, quyết định xây một nhà thờ lớn hơn, thiết kế lại phần mái vòm cũng như trang trí phần bên trong như những gì chúng ta thấy ngày nay. Sau đó, Carlo Mandemo tiếp tục công trình.
Vương cung Thánh đường hoàn thành năm 1626 dưới thời Giao hoàng Pôn V. Rất nhiều những bức tượng có giá trị lịch sử to lớn được trưng bày trong Vương cung Thánh đường. Thánh đường cũng là nơi an nghỉ của các vị giáo hoàng và một số nhân vật quan trọng. Người ta còn cho rằng hầm mộ của Thánh Peter cũng tọa lạc tại nơi đây, ngay phía dưới bàn thờ chính ở trung tâm. Vương cung Thánh đường Saint Peter là nơi cử hành tất cả các nghi lễ quan trọng của Tòa Thánh Vatican. Nổi tiếng bậc nhất là tượng Đức Mẹ Sầu Bi của họa sĩ Michelangelo. Bức tượng cầm thạch trắng là hình ảnh Đức Mẹ ôm xác Chúa Giêsu trong lòng sau khi đem xác xuống từ thập giá, dựa theo một trong bảy sự thương khó của Đức Mẹ Maria. Tác phẩm là kết tinh của tài năng phi thường, nỗi thổn thức và sự đồng cảm đạt tới mức thần thánh trong niềm tin tôn giáo. Mẹ ngồi với tư thế vững chãi, hai tay ôm lấy xác Chúa Giêsu vào lòng, thể hiện tình yêu thương bao la rộng lớn của người mẹ sẵn sàng che chở bảo vệ cho con. Hai mắt mẹ nhắm nghiền với vẻ mặt tĩnh lặng và nghiêm nghị như kìm nén nỗi đau sâu thẳm khi mất đứa con trai duy nhất. Đến thăm nơi này để trải nghiệm cảm xúc với đức tin của nhân loại về những niềm ao ước hy vọng lớn lao trong đời sống ngắn ngủi, và để cảm nhận niềm tin vô biên của mỗi con người dành cho tình yêu và hòa bình trong một thế giới an lành.